số 23 Phó Nguyên hay tình Coutinho. Rất chết nhiều những tân binh sút xa. Cú dứt điểm ngay dành cho cao thủ Tuấn Linh. Đây là cuộc so tài đầu tiên của ca đá bóng đã có lỗi rồi. Người vừa bị phạm lỗi đó là Long Tín. Số sớm ở phút thứ 6 cho ca thủ chơi đẹp hay không? Phó Nguyễn chính xác 1-0 cho ca thủ chơi đẹp bắn ăn vụt. Cho tâm lý của cao thủ của mình tốt nhất có thể để chuẩn bị bước vào thềm dài mới. Lại là Cường bom trổ tài ở tình huống vừa rồi. Cường của một cầu thủ khác. Đó là pha xử lý của Long Tín. Goal! Không vào! Bóng vượt xa ngang. Goal! Có khả năng sẽ là một cú dứt điểm thẳng. Rất cẳng nhưng bóng đi ra ngoài. Quả đá phạt rất có chịu dành bóng cho cao thủ trên đá bóng iPhone. Chỉ một mình Long Tín xuống xa. Bóng chạy khung thành. Ngày hôm nay là một sự đối đầu thì tôi đề trung vệ của xe đẹp cũng đã chân cả. Đó là cú dứt điểm của Long Tín nhưng bóng đi thẳng vị trí mà thủ thành Thành Vũ đã chọn. Công Toàn chân trái. Bóng đã bị tác động. Đó là cú dứt điểm chân. Đường chuyền dài của Long Lóc nào đây nào. Không vào, đó là tình huống đưa bóng vượt xa ngang. Đã chạm tay với tình huống sân cao của thủ thủ để trọng tài cất còi. Phản công nhanh Long Tín. Xử lý ngay khi mà thủ thành Thành Vũ đã băng ra nhưng đó lâu. Lê Anh chào bóng nguy hiểm, không vào. Vẫn chưa có bàn thắng cho cao thủ Tuấn Linh. Đó có lẽ là nam này bạn. Rất nguy hiểm. Đó là bàn thắng dành cho cao thủ của Tuấn Linh FC. Cuối cùng thì tỷ số cũng đã được. Chúng ta cùng xem lại pha quay chậm bàn thắng của ca thủ Tuấn Linh. Dưới dắt bóng rất tốt ở hai làng bên trái và đội Tân Suarez là người đã có cơ hội ở trong vòng cấm để giúp cho chiến thắng đấu được cân bằng tỷ số là 1-1. Tân Suarez không vào. Một tình huống bóng lọc bập trước khung thành của Cường Bom. Nhưng cuối cùng thì trận đấu đang được đẩy nhịp độ khá cao. Là cú sút nữa. Là thuật cú nguy hiểm. Bóng vượt xa ngang nhưng trọng tài xác định có phạt góc cho cao thủ trên đường không có mặt ở trận đấu này. Và những tình huống đá phạt chắc chắn sẽ khác hơn. Trung Nghĩa Sơn đưa bóng đi góc rất khó chịu của đội trưởng. Góc bóng tách nhiều sang phía cánh phải. Sát đường biệt. Nguy hiểm. Bắt bóng sống của Long Tín nhưng lại đi châu ngoài. Một lần nữa thì Suarez xuống xa, bóng đi hơi nhẹ quá rồi. Đúng được bất thành dành cho số 10 của Tuấn Linh FC. Có cú sút căng ngang, nguy hiểm, vẫn còn không vào. Long Lắc đã có cơ hội nhưng bóng lại đi vượt. Đây rồi Tấn Vũ, chân trái, bóng đi rất chìm và đó là pha cản phá của trung vệ Minh Tâm. Chập đá đã. Những người khác đền bên phía trên đài bồn tại số 7 của cao thủ trên đài bóng iPhone. Như vậy là hiệp hai đã quay trở lại. Trung Di Sung, cao thủ Tuấn Linh đang đẩy cao đội hình ở ngay khi tiếng còi khai cuộc cho hiệp đấu thứ hai. Rất tốt, vào 2-1 cho cao thủ trên đài bóng iPhone. Đó là một cầu thủ mới hoàn toàn được tung vào sân ở hiệp hai. Số 6 Xuân Kiệt đã giúp cho tỷ số tiếp tục có dành cho các thủ chơi đẹp. 2-1 rồi. Để thực hiện phối hợp cùng với Đàn Đen. Nhưng đó là một đường chuyền sang phía cánh phải sút xa. Bóng đi hơi cao dành cho Lê Anh.
Liệu có phải là cú sút điểm thẳng? Cú sút ra rất kìa. Bóng đi thẳng vị trí của Thái Đức Gia. Còn dậy. Tài Đắc. Đây rồi, Tài Đắc. Sửa bóng nhưng vẫn đi quá nhẹ. Đây, Tài Đắc. Đường chuyền ra. Không vào. Rất đáng tiếc. Rất trống chảy, không có bất cứ phản công nhanh cho các thủ trên hàng bàn iPhone. Đây là Xuân Kiệt đăng dạng bàn thắng thứ hai cho trên hàng bàn iPhone. Đưa ra giải pháp là sút xa của Xuân Kiệt, nhưng hướng đầu đã chạy chắn rất kỹ. Sút xa, ngắm nghía rất kỹ và đó là cú dứt điểm dành cho số 6 Văn Trùng. Tài Đắc, hiểu đâu, toàn bộ đội hình các thủ áo đỏ dâng cao rồi. Văn Trùng, Trung sau nhiều nỗ lực để căng bóng vào trong thì cuối cùng lưới đáp trả là trung vệ đặt tên. Bàn thắng được ghi do công của số 6 bên phía Tuấn Linh FC. Một sự trùng hợp khá ngẫu nhiên, những người ghi bàn này vai đều là số 6. Tần Suarez trả bóng cho Văn Trung. Lần này thì cú dứt điểm bóng đi quá cao của Văn Trung. Bình Đức trước tình huống đá phạt cho trái đá bán iPhone xuống thẳng. Chạm một con hóa đỏ trước đi ra ngoài. Vẫn là Tài Đắc, rất mạnh mẽ, sút tầm. Nhưng rất may là vẫn còn đó một Thái Đức Gia đang thi đấu xuất sắc ở trận đấu này. Cho Hiếu Đầu, còn đây là cơ hội của Tuấn Linh FC. Tấn Vũ, chân trái, không vào. Vẫn còn hai pha dứt điểm và cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến cho các thủ Tuấn Linh FC. Một pha bóng xuất sắc để nâng tỷ số 3-2 cho các thủ áo đỏ. Và quay chậm cho thấy là số 7 của Tuấn Linh đã dứt điểm nhanh. Và rồi bóng dội ra đúng vị trí của Văn Trung. Phần thưởng xứng đáng dành cho cầu thủ này và cũng xứng đáng cho các thủ Tuấn Linh. Cảm ơn bạn đã ghé thăm Live Bóng Đá, cơ hội của Tân Suarez. Sút ngay. Cú dứt điểm rất khó chịu của Tân Suarez. Nhiều đó là lóc lắc. Dứt điểm. Bàn thắng cho Xuân Hùng. Xuân Hùng mới góp mặt và giúp cho các thủ. Có cơ hội để dứt điểm, trận đấu vẫn tiếp tục. Trung Di Sùng đã xử lý rất khéo léo, còn đây là Cảnh Mập băng lên. Cảnh Mập! Goal! Long Tín tiếp tục ghi bàn cho các thủ trẻ đẹp bán iPhone. 4-3 rồi, 4-3 cho các thủ trẻ đẹp. Đó là tình huống mà đội trưởng Trung Di Sùng có bóng từ phần sân nhà. Cảnh Mập đã rất tốc độ và rồi Long Tín là người kết thúc trước khi nó đến với vị trí của anh. Chuyền này, Long Tín sửa bóng của Long Tín nhưng lần này bị bắt bài, lỗi rồi. Tiếng còi đã cất lên, sút rất căng. Các cầu thủ trẻ đẹp cho rằng bóng đã chạm tay, nguy hiểm. Tuy nhiên trọng tài nói không với tình huống vừa rồi.